Ai bữa nay chạy xuống ngoài vị thể xin mì để làm mì xào cho mấy đứa nhỏ, với nếu có quà thì đem cho bà con ở Salado luôn. Ngoài vị thể nằm đâu ra đây nè, đây cái bảng đỏ đỏ nè. À, mai vĩ tại nha bà con, xuống xin mì, người cho được 9 gói của mai vĩ tại. Cái này mình chở đi vô trong số luôn. Ở đây là xuống lấy mì của mai vĩ tại đây đó, bà chủ qua đứng đó đó, phải cho được không biết nhiêu nữa. Bao nhiêu gói ta, tổng cộng bao nhiêu gói biết không? Trời ơi, nhớ mấy trăm gói thì mà nhớ rồi. Đây nè, mai vĩ tệ nè. Em mà đi nhưng mà dư ra hết rồi, lấy nữa rồi. Đây bà chủ nè, bà sáng rồi chưa chạy đâu có ý kiến gì không? Bả đi đẻ mà bả không có đẻ, nó rớt nó tự rớt ra. Thì tôi không, nhưng mà thằng nhóc sau này, thằng út này đẹp trai, nhìn nó giống mấy cái tượng Phật thôi, người ta làm vậy đó. Bởi vì ta làm phước nhiều cha ơi. Mà cái này thì cũng không biết út không đâu nha, cái này có thể là áp út hay gì nữa. Đẻ hết trứng thôi. Trứng mở trứng trùng trùng như trứng gà nha, đẻ sao mà hết trời. Đẹp cho mì nè, cho gạo nữa. Cái này là có sườn non rồi luôn em hãy. Rồi. Mì muối đường tiên cỏ mùng ngọt luôn. Cái này cũng phần quà vậy đó hả? Vậy đó, ăn xét đi người nào khổ cứ lại lấy. Rồi để từ từ lấy đi cái này. Bây giờ chở sao nổi nữa. Thôi đi nha. Bà Hương vô tay hai cái. Đẻ thấy không? Đỏ tay cái trời. Tôi nói hỏi bà bệnh nhiều, bà nói bà hở quanh tim, nói bà yêu ai vậy mà nó hở quanh tim rồi trời. Bác sĩ nói khác. Ba người bị hết, ba người nhà chị có ba người. Giờ ai cũng vậy à. Ông đi quá luôn đấy. Trời ơi, tôi mới đi chợ dưới chợ nông sản về nè. Dưới chợ rau. Hủ qua nè, bữa nay hủ qua nhiều nè. Có mướp tây, có cà tím, có bông cải trắng luôn. Cái này gì? Cái này mướp khía với cái gì trong này? Cái này mướp khía. Cái này bí đao nè. Khoai mì nè. Mướp nè. Nụ dưa nè. Bông bí nè. Cũng đủ thứ hết. Có hai trái đu đủ nữa nè. Đây bi đao với thủ hoa. Bữa nay khoảng 100 mấy chục ký. Khoảng 150 ký. Hai xe là cỡ 150 ký.
cái nụ dưa này bà con cũng khoái ăn lắm nè, chả tím cũng vậy. Còn cái này là mông bí, mông bí rợ. Em biết đâu, nói chung mấy món này là bà con người Khmer anh ta khoái ăn. Bữa nay nếu chiều nay cho được là cho ở trong Nam Di thì coi có mấy món nụ dưa, khoai mì, hú hoa, mướp, bí đao, cà tím, mướp khía. Cái này mướp tay luôn nè. Cái này là mướp tay nè. Bông bí đao, củ sắn nữa, củ sắn rồi củ cải ngọt, bông súng, bắp cải tím, khoảng 150 kg. 150 kg này nếu phân ra túi á, túi cỡ 2-3 kg là được khoảng 50-60 túi, tại vì còn lọc ra, còn sàng lọc ra cái nào hư bỏ nữa, cỡ khoảng 50-60 phần. Rồi sáng đi phát một chuyến rồi, mà đồ là của ngày hôm qua. Đó, bây giờ chiều nay có thêm 150 kg nữa. Chó bẹt dê này bự quá trời luôn rồi. Chó lối xóm nó qua. Cái này con phải kêu con bẹt dê, mà con chó này loại bẹt dê của Bỉ. Đó, sáng đi phát rồi, bây giờ trưa cái đi kéo rau từ thiện ở dưới chợ nông sản á. Kéo xuống rau nhờ, đợi chút nó nhờ chị em lựa ra rồi mình mới đem đi cho bà con lựa cái nào ăn được thì cho bà con, còn cái nào hư thì đem ra đằng sau vườn đổ làm phân ở sau vườn á. Chiều nay cho Châu Lăng nữa, cho Nam Vi, sáng cho Tà On. Nó tới giờ làm cái tụi nó bu rồi đây hết trơn. Bích Ly, tránh ra chỗ đó, chỗ người ta ơi. Hả? Vô đó làm cái gì vậy? Cái con này cũng ngậu, ở ngoài cũng chịu đái rồi vô đái trong này. Sao muốn lại phải không? Gì nhảy lên đây trời hả? Không đi sủa với người ta đi, nhảy lên đây gì hả? Ai vậy? Sủa ai vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy mời? Nhát mà cũng nhiều chuyện. Hả? Thôi xuống đi. Tôi đứng dậy rồi. Nhát mà cũng nhiều chuyện lắm. Không có vừa gì đâu. Giờ chuẩn bị lên đường nè. Này 4 bịch, 2 bịch nhỏ, 2 bịch lớn.
với một giỏ. Mấy? 50 phần hả? Nay 50 phần, được 50 hậu. Làm hết đi, bữa nay cho ở đây cũng gần.